muốn nói tiếng Séc để mọi người sẽ hiểu các bạn, phải không? Thì chúng ta sẽ học cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học phát âm, phụ âm, chữ. Thì để mình được phát âm chữ chờ thì các bạn phải cắn hai hàm răng. Nữa. Sau đó hở hé để cho không khí lướt qua. Xong rồi phát âm thật mạnh. Chờ. Chờ. Giỏi. Thì bây giờ mình sẽ đọc từ nhé. Citron. Citron. Giỏi. Cibule. Cibule. Zucker. Zucker. Rucce. Rucce. Giỏi. Ocet. Ocet. Not. Not. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếng chuông nhé. Tink, 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 tilly-link. Lần nữa. Tink, 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 tilly-link. Giỏi. Thì bây giờ sẽ hỏi nữa. Số tôi em. Tôi em. Số tôi em. Tôi em. Thế hôm nay các bạn được học thêm phát âm chữ chờ. Thì hẹn lại gặp nhau. Chào các bạn.